Yêu Chúa, mến Chúa, chúng con quyết tâm đi theo đường Chúa đã đi. Đó chính là đường chân lý, đường hoàn thiện nhất, dẫn đưa chúng con tới chân, thiện, mỹ, tới nước trời mai sau. Để được gặp Chúa, ở bên Chúa, được Chúa chúc phúc muôn đời. Đường chân lý này con đã chọn, quyết định của Ngài con tha thiết cầu chờ. Hạnh phúc cho ai biết sống đời hoàn thiện và biết noi theo luật pháp của Đức Chúa. Con đã chọn quyết định của Ngài con.
Kính thưa cộng đoàn, linh mục là quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người. Hôm nay giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình tràn ngập niềm vui vì một người con của giáo xứ được Chúa chọn gọi vào thiên chức linh mục của Chúa. Trước hết, xin được có đôi nét về hành trình ơn gọi của tân linh mục. Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh sinh ngày 10 tháng 8 năm 1981 tại thành phố Hồ Chí Minh, là người con thứ 7 trong 10 người con của ông cố Giuse Trần Văn Khuê và bà cố Anna Phạm Thị Khiêm, được rửa tội tại giáo xứ Bến Hải, Gò Vấp. Tháng 12 năm 1991 được rước lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức ngày 15 tháng Giêng năm 1995 tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, hạt xóm mới. Sau khi tốt nghiệp đại học, đầu tháng 7 năm 2007 đã gia nhập đệ tử viện tại tu xá Đa Minh, Tam Hà. Tháng 8 năm 2009 chính thức được nhận vào tập viện tại tu viện Martino, Hồ Nai. Ngày 13 tháng 8 năm 2010 tuyên khấn lần đầu tại tu viện Martino. Ngày 15 tháng 8 năm 2014 tuyên khấn trọng thể tại tu viện Mân Côi. Ngày 31 tháng 12 năm 2016 được trao tác vụ phó tế tại tu viện Mân Côi. Ngày 4 tháng 8 năm 2018 được Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, truyền chức linh mục. Đây quả là một hồng ân to lớn mà Thiên Chúa đã dành không chỉ cho cá nhân cha Giuse mà còn cho cả giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình thân yêu của chúng ta. Chúng ta cùng tạ ơn và cầu nguyện cho tân linh mục luôn được dồi dào ơn Chúa, bình an, mạnh khỏe, để cha trung thành rao giảng, phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong sứ vụ linh mục của mình. Có thể nói, niềm vui lớn nhất của tân linh mục Giuse trong ngày lễ tạ ơn hôm nay là được cảm mến tình thương của Thiên Chúa trong việc chọn gọi tân linh mục sống đời thánh hiến, nơi sứ mạng của người tu sĩ giảng thuyết. Tất cả tâm tình này được gói trọn trong ý nguyện cảm mến thiết tha mà tân linh mục Giuse đã chọn qua câu châm ngôn cho đời mục tử của mình. Đường chân lý này con đã chọn. Hôm nay, trước hồng ân quá cao vời của Thiên Chúa trong chức linh mục, tân linh mục muốn đáp trả trong khiêm tốn và tín thác, muốn đời mục tử của mình tiếp tục truy tầm chân lý và rao giảng chân lý đó cho mọi người. Giờ đây, tân linh mục tiến lên bàn thánh, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, để nhờ tình yêu của Chúa, tân linh mục trở thành chứng nhân cho tình thương của người, cho quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Trong tâm tình cảm mến tri ân, xin mời cộng đoàn đứng, hướng về đoàn đồng tế cùng với tân linh mục Giuse cất cao lời ca chúc tụng hồng ân. Thì hãy tuân theo lời Ngài đã công bố, hãy mơ man con thấy những điều kỳ diệu, và hãy thương yêu nhân từ với con luôn. Đường chân lý này con đã chọn, đường chân lý này con đã chọn, quyết định của Ngài con tha thiết đợi chờ. Lạy Chúa con đây, con hết lòng kể
sắp xuất hiện, con đã kêu cầu Ngài. Lời Chúa con xin cậy trông luôn mãi mãi, vào mãi đêm khuya con trông cậy lời Ngài. Lời Chúa hôm nay trong lòng kính mời quý cha và cộng đoàn an toàn. Giờ đây, để tỏ lòng vui mừng và khích lệ
cha Giuse Chánh Sứ Giáo Sứ Nữ Vương Hòa Bình sẽ giới thiệu tân linh mục và có đôi lời với cộng đoàn. Con xin kính mời cha. Con xin thay mặt cho giáo sứ chào quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà anh chị em. Xin được vui mừng giới thiệu với cộng đoàn tân linh mục Giuse. Mời cha đứng lên. Đây là thành quả của giáo hội nói chung và nói riêng, của gia đình, của giáo sứ qua lời cầu nguyện trợ giúp của mọi người. Chúng con xin vui mừng giới thiệu cha với mọi người. Xin mời cộng đoàn đứng. Nhân dân cha và con và thánh thần, nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính quý cha, kính thưa cộng đoàn, nỗi khắc khoải sâu thẳm của kiếp nhân sinh là tìm kiếm chân lý. Bước vào dòng Đa Minh, con khao khát tìm kiếm chân lý, tìm kiếm đấng là nguồn cội của chân lý. Mượn lời một vịt ra, con phải thốt lên: đường chân lý này con đã chọn. Hôm nay bước vào đời sống mục tử, con vẫn còn khao khát truy tầm chân lý và rao giảng chân lý đó. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý với con. Thứ nhất là tạ ơn Thiên Chúa vì quyền năng cao cả của Người. Thứ đến, mượn lời của một bài hát của cha Bùi Công Huy: đường chân lý này con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống trung kiên. Khẩn nài Thiên Chúa trợ lực để con trung tín với thiên chức linh mục, để con can đảm làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, can đảm loan truyền chân lý. Trong thánh lễ này, con cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, cũng như cho giáo sứ Nữ Vương Hòa Bình và toàn thể cộng đoàn tham dự thánh lễ hôm nay. Và xin cộng đoàn cũng hiệp ý với con cầu nguyện cho linh hồn quý cha giáo xứ, linh hồn ông bà tổ tiên, thân nhân, ân nhân, cùng tất cả mọi người trong giáo xứ đã qua đời. Đặc biệt linh hồn ông bà nội ngoại của con, linh hồn Anna, thân mẫu kính yêu của con. Giờ đây, để những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhập lời, xin cộng đoàn cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa và năng và cùng anh chị em, tôi đã lại nói việc làm và những điều thiêu son. Lỗi tai tôi nói rằng, vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Thương xót chúng con. Xin Chúa
xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời, dưới thế cho người thiện tâm. Xin ngâm lời chúng con cầu thân. Chúa từ bề thương Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là đấng ban phát mọi ơn lành. Này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có, và ngay trên bản thân chúng con tất cả đều bơi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa Israel phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân ta: Chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác, các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này, ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Này, sẽ tới những ngày ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa, sự công chính của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Thiên Chúa đã phán cùng Chúa con. Hãy ngồi bên hữu ta, chờ cho tới khi bọn gian ác kia bị ta bắn đem để kê dưới chân, kê dưới chân con. Nơi và từ trên núi cao quyền uy Chúa trao, này con hãy đi vào nơi đối phương, quản cai chúng đi, sai khiến chúng đi. Sẽ chú ngụ với con vào ngày con Giáng sinh rạng muôn hiến vinh, tựa sương sáng khi bình minh ló ra, màn đêm quấn xa ta tác sinh con. Tuyên sấm lời hứa thật tín chung, lời mà Thiên Chúa trao, này con sẽ luôn từ nay đến sau là thương tế theo phẩm ham Đức Vua Mê-ki-xê-đê. Lời Chúa trong thứ nhất thay của Thánh Phêrô Tông Đồ. Thưa anh em, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chân dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát. Đó là lời Chúa. Thank you.
Xin cộng đoàn đáp và ở cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Pha-ri-sêu rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cửa cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng của người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em, câu chuyện về Ben McAdams, thị trưởng hạt Salt Lake, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, mà con sắp kể ra đây, chắc quý cha và quý ông bà, anh chị em có thể đã biết. Để hiểu được nhu cầu và cảm nghĩ của người dân, đặc biệt là cuộc sống của tầng lớp hèn hạ nhất trong xã hội, đó là những người vô gia cư, thị trưởng Ben McAdams đã quyết định dành 3 ngày 2 đêm cải trang thành một ông lão lang thang đầu đường góc phố để tự mình trải nghiệm thực tế cuộc sống của những người vô gia cư đó như thế nào. Trên những con phố quen thuộc hàng ngày vẫn qua lại, nhưng giờ đây trong một thân phận khác, Ben McAdams lẫn vào dòng người tấp nập với bộ dạng lôi thôi cùng tấm chăn cũ trùm đầu, và ông được hội cái bang đón nhận. Họ biết ông là người mới, nên họ đã sẵn sàng chia sẻ cho ông hai điều cần biết khi muốn sinh tồn ở hạt Salt Lake. Thứ nhất là không nên cởi đôi giày của mình ra.
Thứ hai, tốt nhất không vào nhà vệ sinh sau khi trời tối. Thế là đêm đầu tiên, ông ta quyết định ngủ ở trên hè phố. Ông kể về tình hình lúc đó là tôi thấy rất buồn, và khi ngủ trên đường tôi cảm thấy vô cùng bất an. Đó là một môi trường hỗn loạn, và tôi chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ từ chập tối đến sáng hôm sau. Ông ta nhận thấy rất nhiều người vô gia cư cũng ngủ trực tiếp bên lề đường giống như mình. Và điều ấy khiến ông rất ngạc nhiên. Rõ ràng là chính phủ đã xây những cái bậc thềm có mái hiên làm nơi trú tạm cho những người vô gia cư, mà tại sao họ lại chọn mép lề đường để ngủ như vậy? Đó là vì những nơi ngủ có mái hiên lại là những cái nơi trú ngủ, trú ẩn thường xuyên của những vụ ẩu đả giữa các băng đảng cũng như là những kẻ tiêm chích ma túy. Và đúng như thế, vào đêm thứ hai, ông bàng hoàng khi thấy một người vô gia cư bị ức hiếp. Người đàn ông đáng thương kia bị đám thanh niên túm tóc kéo ra khỏi ổ ngủ vì ông dám tranh giành chỗ ngủ. Cứ vậy bọn chúng đập đầu ông xuống đất liên hồi. Trong 3 ngày 2 đêm ấy đã ám ảnh ông rất nhiều, và ông hiểu ra rằng những người vô gia cư đó luôn phải lo lắng hàng ngày về từng bữa ăn cái gì và từng giấc ngủ ở đâu. Quặn đau trước cuộc sống của những người vô gia cư ấy, ông đã quyết tâm phải làm một điều gì đó cho những người bạn đường phố của mình. Và cuối cùng ông đã xây dựng 3 khu trú ẩn hoàn hảo cho những người xấu số. Và ông cũng còn thực hiện những cải cách dài hạn khác nữa. Ben McAdams, thị trưởng hạt Salt Lake, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, đã là một điều mà tất cả các quan chức khác không làm. Hành động của ông không chỉ dừng lại ở nước Mỹ, mà còn là câu chuyện được lan truyền rộng rãi ở các trang mạng xã hội trên khắp thế giới nhờ giá trị nhân văn mà nó truyền tải. Kính thưa cộng đoàn, hành động của thị trưởng Ben McAdams phần nào hòa lại hành động của Đức Giêsu khi người đi khắp nơi rao giảng tin mừng và chứng kiến tận mắt cảnh bơ vơ vất vưởng của đàn chiên không người chăn dắt. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu nói chính Đức Giêsu là mục tử nhân lành. Như vậy phải có những mục tử không nhân lành mà Đức Giêsu lên án, đó là những nhà cầm quyền Do Thái giáo, những người Pharisêu. Cái không nhân lành của những người Pharisêu ở chỗ Đức Giêsu nói là họ là kẻ trộm, kẻ cướp, và họ đến để phá hủy và giết chết đàn chiên. Và vì thế Đức Giêsu nói họ không xứng đáng là mục tử, không xứng đáng là người chăn dắt đoàn chiên. Trong bài đọc 1, Đức Chúa cũng lên án các mục tử là các vua Giuđa. Chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác, các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Mắt các ngươi đâu nhìn gì, lòng các ngươi đâu muốn gì, nếu không phải là tư lợi, nếu không phải là máu người vô tội các ngươi có thể đổ ra, nếu không phải là điều áp bức bạo tàn mà các ngươi sẵn sàng thực hiện sao? Này, ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chính Đức Chúa bây giờ sẽ trở thành mục tử đứng ra quy tụ và chăn dắt đàn chiên, rồi người còn cho xuất hiện các mục tử nhân lành khác là David,
là Đức Giêsu, như chính Đức Giêsu khẳng định trong bài Tin Mừng: chính tôi là mục tử nhân lành. Có điều lạ là, kính thưa quý bạn chị em, có phải Đức Giêsu nói rằng chính tôi là mục tử nhân lành không? Đức Giêsu đương nhiên là nhân lành. Đức Giêsu đương nhiên là tốt lành. Đức Giêsu không nói chính tôi là mục tử nhân lành, mà Đức Giêsu nói chính tôi là mục tử đẹp. Mục tử đẹp. Rất lạ. Mục tử đẹp ở đây trong bài Tin Mừng không phải đẹp ở diện mạo, dáng vẻ bên ngoài, mà là đẹp từ bên trong. Cái đẹp của người mục tử có liên hệ đến tiếng nói, đến tiếng gọi của người mục tử. Người mục tử đẹp có nghĩa là người mục tử biết cất tiếng nói, cất tiếng gọi. Cái đẹp của người mục tử liên hệ đến tiếng gọi ai đó. Chiên của ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Người mục tử đẹp còn là người mục tử có sức hấp dẫn, có sức lôi cuốn, có một hấp lực nào đó. Đến độ mà người mục tử đi trước đàn chiên và đàn chiên cứ vậy là đi theo sau người mục tử. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng tiếng gọi, tiếng nói của người mục tử là Đức Giêsu có sức động viên và quyến rũ biết chừng nào. Người mục tử đẹp còn là người mục tử biết thí mạng để bảo vệ đàn chiên, bởi vì chiên luôn phải đối diện với thú dữ. Chỉ có những người thương nhau, yêu nhau thì mới dám thí mạng vì người mình yêu. Và Đức Giêsu đã làm như thế để thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa trước thân phận khốn khổ của đàn chiên. Như Thánh Âu Tình đã nói, lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô cùng vĩ đại và hằng liên lụy với nỗi thống khổ của con người. Người mục tử đẹp còn là người làm cho đàn chiên được sống và sống dồi dào qua hình ảnh đồng cỏ xanh tươi. Đồng cỏ xanh tươi ấy không ở đâu xa mà, kính thưa quý bà anh chị em, ở ngay trong hạt xóm mới của chúng ta ở đây, quận Gò Vấp, là nơi có thể nói là tiếng lành đồn xa. Về xóm mới ăn cơm bác ái. Có đến 7 giáo xứ ở trong hạt xóm mới của chúng ta thay phiên nhau nấu cơm hàng ngày, suốt 7 ngày trong tuần, để mà phục vụ cho những người đói khổ, túng thiếu. Và hành động bác ái yêu thương đó đã được khởi sự cho đến nay là gần 10 năm. Đó là bữa cơm của Chúa dành cho những người nghèo. Đấy là đồng cỏ xanh tươi. Đức Giêsu đã để lại cho những ai làm linh mục của Chúa mẫu gương của người mục tử đẹp, mục tử toàn mỹ. Đó là cung cách sống của Đức Giêsu, đó là con đường đẹp, con đường thật, con đường chân lý mà tân linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh đã chọn câu châm ngôn sống cho đời mình: đường chân lý này con đã chọn. Và con đường đẹp ấy cũng được Thánh Phêrô nói rõ trong bài đọc 2 dành cho tất cả những ai muốn làm mục tử đẹp như Chúa Giêsu, đó là luôn biết chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó, không phải vì miễn cưỡng nhưng hoàn toàn tự nguyện, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy, không được lấy quyền mà thống trị nhưng hãy nêu gương sáng cho đàn chiên. Trong ngày vui hồng phúc của tân linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, chúng ta cùng khẩn nguyện và cầu chúc cho tân linh mục
của chúng ta đây mãi mãi là người mục tử đẹp như Chúa Giêsu. Có nét đẹp của đôi mắt để mà biết nhìn thấy nỗi thống khổ của con người. Có nét đẹp của đôi môi để mà biết nói lời yêu thương và biết gọi tên từng con chiên một. Có nét đẹp của đôi chân để mà biết đi đến với mọi người. Và có nét đẹp của con tim để mà biết rung cảm trước nỗi đau phận người. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng cùng hiệp dâng lời nguyện tín hữu. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta thành dân tư tế của Ngài, đồng thời Ngài cũng chọn và thánh hiến các linh mục làm người thay thế trong việc giảng dạy và hướng dẫn đoàn dân Chúa. Vậy chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin cho hết mọi thành phần dân Chúa luôn sống trung thành trong ơn gọi của mình. Cầu cho hội thánh. Chúa Giêsu đã trao cho hội thánh sứ mạng rao giảng tin mừng và cử hành các bí tích phục vụ dân Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục và toàn thể hàng giáo sĩ luôn trung thành và khôn ngoan, nhân hậu và thánh thiện, công chính và đạo đức, để thể hiện khuôn mặt nhân ái và bao dung độ lượng của Chúa Giêsu mục tử cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho giáo xứ phục vụ trong yêu thương là dấu chỉ của việc thực thi giáo huấn của tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình luôn nêu gương sáng cho những người chung sống qua tinh thần phục vụ và hy sinh, qua đời sống yêu thương và khiêm nhường của mình, để mọi người nhận ra Thiên Chúa là tình thương và là nguồn ơn cứu độ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa nhầm lời chúng con. Cầu cho các tân linh mục. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để ngược người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tân linh mục, các riêng tân linh mục Giuse luôn biết trung thành với hồng ân lớn lao Chúa đã thương ban, và cũng biết noi gương thầy chí thánh mà yêu Chúa trong niềm tin, phục vụ con người bằng lòng mến và hoán cải trong sự cậy trông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho thân nhân, ân nhân của tân linh mục. Hồng ân của Thiên Chúa nối dài trong cuộc đời dâng hiến của các tân linh mục, còn mãi lưu dấu tấm lòng yêu thương, vòng tay đỡ nâng của quý thân nhân, ân nhân và công ơn dạy dỗ của các vị hướng dẫn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho quý thân nhân, ân nhân và bạn bè thân hữu của các tân linh mục luôn an vui và hạnh phúc trong ơn lành của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã hằng quan phòng dẫn dắt chúng con là đoàn chiên của Chúa. Xin lắng nghe những lời khấn nguyện của chúng con vừa dâng lên mà ban cho chúng con niềm vui hạnh phúc là chính Chúa, qua đời sống thực thi y Chúa ở dưới đất cũng như trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiên lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dù chúng con chẳng làm gì nên công trang, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cam tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Vì thế cùng với ca đoàn cao thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thân hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ta ơn bẻ ra cho ca muôn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho ca môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám quản Giuse, Đức Giám mục Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa chi nhân, Chúa đã thương cho con được tham dự vào chức vụ linh mục của Chúa. Xin cho con được luôn trung thành với sứ mạng Chúa đã trao và cho việc phục vụ anh em, cũng như trên cuộc đời linh mục của con vừa nên hữu ích cho tha nhân, vừa góp phần làm vinh danh Chúa. Xin cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Ignacio, Anna, Jacobe, Anna và linh hồn Anna thân mẫu của con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại với người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng con gian nguyện rằng: Con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Yeah. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng nhìn xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thân ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
Kính thưa cộng đoàn, đứng trước những yếu đuối và giới hạn của con người, Tân Linh Mục luôn cần lời cầu nguyện và nâng đỡ của mọi người. Giờ đây, xin kính mời Tân Linh Mục bước xuống quỳ trước bàn thờ cùng quý Tân Linh Mục cùng lớp. Kính mời quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn đứng cùng hiệp lời kinh cầu nguyện cho các Tân Linh Mục. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiến và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn an tọa. Kính mời cha Tân Linh Mục Giuse vui lòng bước xuống gian cung thánh để cộng đoàn giáo xứ chúng con có lời chúc mừng. Sau đây, con xin giới thiệu ông Giuse Lê Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ đại diện cho giáo xứ, sẽ có lời chúc mừng đến tân chức trong ngày hồng ân trọng đại này. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa
Kính thưa cha chánh xứ Nữ Vương Hòa Bình, quý cha cố, cha nghĩa phụ, quý cha, quý tân linh mục, thầy phó tế, quý bề trên và tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý cụ, quý chức, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Trước hết, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình chúng con xin gửi đến quý cha và toàn thể quý vị lời chào trân trọng và tình cảm quý mến của chúng con. Đồng thời xin cảm ơn sự hiện diện của quý cha và tất cả mọi người nơi giáo xứ vùng ven còn nhiều khó khăn này. Chúng con chân thành xin lỗi vì sự bất tiện đã gây phiền lòng quý cha và quý vị do khuôn viên giáo xứ đang trong giai đoạn đại trùng tu sửa chữa. Sau đây, xin có lời với quý cha mới, cách riêng tân chức du xe Trần Ngọc Thanh. Linh mục là người được Chúa chọn giữa muôn dân để làm những công việc liên hệ đến Thiên Chúa, hầu mưu ích cho mọi người. Linh mục được chính Thiên Chúa kêu gọi. Ơn gọi linh mục là một ơn gọi phát xuất từ Thiên Chúa. Không ai có thể trở nên linh mục nếu Thiên Chúa không chọn, và chẳng ai có thể trở thành linh mục nếu chính họ không muốn. Thiên chức linh mục là quà tặng và hồng ân vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban cho giáo hội. Thiên chức linh mục không phải là một bổng lộc, nhưng là một sứ vụ. Niềm hạnh phúc của linh mục là chính Chúa, nhưng cũng là chính giáo dân, là những người mà linh mục không tự mình chọn lựa để sống với họ. Tuy nhiên, linh mục vẫn mang thân phận con người với những yếu đuối mỏng giòn. Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô đã viết: chúng tôi chứa đựng kho tàng của Đức Kitô trong những bình sành thật dễ vỡ. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, tuyển chọn, mời gọi, huấn luyện và trao một sứ vụ đặc biệt để con người giòn mỏng ấy của Đức Kitô luôn va chạm mọi người và thế giới. Vì vậy, tự bản chất, linh mục là người của Chúa, thuộc về Chúa, nên không thể chỉ sống cho bản thân mình mà là cho dân Chúa. Vâng, 55 năm qua, từ khi còn là giáo điểm đến lúc được nâng lên hàng giáo xứ, Nữ Vương Hòa Bình có những nam thanh niên theo đuổi ơn gọi tu trì, nhưng đều Bonaventura. Mà địa bàn này bồi đắp bởi phù sa là vùng trũng thấp. Vì chứng kiến sự rơi rụng ơn gọi, nên có cha cố nguyên chánh xứ đã tỏ vẻ thất vọng trong dí dỏm. Ngài nói, đúng là đất không chân. Riêng cha Giuse, tuy không xưng tại giáo xứ này, nhưng từ thời niên thiếu đến khi là chàng thanh niên trưởng thành, cha cùng ông bà cố và gia đình về trú ngụ cũng như sinh hoạt ở Nữ Vương Hòa Bình. Rồi cha đã chọn con đường tu trì. Ít năm gần đây, có thầy đang tu thì gia đình đến cư ngụ trong giáo xứ, và sau thầy đó trở thành linh mục. Còn cha bước chân đi tu từ giáo xứ này, nay được Chúa chọn vào hàng tư tế. Đây là dấu chỉ cho thấy đất không chân bắt đầu có chân. Hy vọng sẽ có những người con sinh ra, lớn lên, đi tu và thành linh mục từ giáo xứ này, để đất ở đây có chân vững chắc hơn. Thứ Bảy ngày 4 tháng 8 vừa qua, đến nay đúng một tuần sau khi thụ phong, theo thói đời thì người ta đang trải thảm đỏ trước mặt để các tân chức bước đi, nghĩa là đến đâu cũng được ca tụng tung hô. Nhưng mục tử vẫn là nhân vật phải nói với tất cả mọi người bằng thứ ngôn ngữ của giáo hội mà họ có thể hiểu được. Đặc biệt, linh mục phải biết bẻ tấm bánh đời mình, chia sẻ cuộc đời thành những mảnh nhỏ cho người khác, như thân thể Chúa Kitô được chia sẻ cho nhiều người. Để kết thúc, xin mượn lời của một linh mục đã chia sẻ với một tân chức trong dịp lễ tạ ơn cách đây nhiều chục năm tại giáo xứ này, là: cha hãy giảng những gì cha làm, và cha hãy thực hiện những điều cha nói. Có thế,
khẩu hiệu đường chân lý này con đã chọn cho đời linh mục của cha sẽ đầy ý nghĩa như lòng Chúa mong ước. Một lần nữa xin chúc mừng và nguyện cầu Chúa luôn chung bước mọi lúc mọi nơi cùng quý tân chức. Cuối cùng, giáo xứ không quên chúc mừng và cảm ơn cha Matthew, linh mục nghĩa phụ, ông cố thân sinh và tưởng nhớ bà cố Anna của tân linh mục Giuse. Lời cầu nguyện và gương sáng làm nảy sinh ơn gọi hiến dâng và hơn 10 năm từng giây phút dõi theo, đồng hành, quảng đại và cả hy sinh là bước đệm để ngày hôm nay hội thánh có thêm thợ gặt trong vườn nho của Chúa. Xin tiếp tục đồng hành và đỡ nâng tân linh mục. Giờ đây, cha chánh xứ sẽ trao cho người con của giáo xứ là tân linh mục Giuse món quà kỷ niệm và hội đồng mục vụ tặng quý cha mới những bó hoa để chúc mừng và biểu lộ tình cảm quý mến của cộng đoàn giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình. Xin kính mời cha. Xin mời quý tân linh mục cùng lớp chúng ta bước ra gian công thánh để nhận những món quà của giáo xứ. Kính thưa cộng đoàn, để có được ngày hồng phúc hôm nay, tân linh mục Giuse đã đón nhận biết bao sự nâng đỡ của nhà dòng, quý cha, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn. Giờ đây cha mới cũng muốn ngỏ lời cảm tạ tri ân. Xin kính mời cha. Kính thưa quý cha giáo, quý cha tịnh dòng Đa Minh Việt Nam, kính thưa cha chánh xứ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể dân Chúa, sau đây con có vài tâm tình cảm tạ và tri ân. Con xin dâng lời cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương mời gọi con và ban cho con hồng ân được tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô trong chức linh mục. Đây là hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho con. Dù con hèn mọn và bất xứng, con xin dâng lời cảm tạ người. Em xin tri ân đến toàn thể anh em trong tỉnh dòng. Anh em đã đón nhận, đã nâng đỡ, huấn luyện và đồng hành với em trong hành trình làm người, làm con Chúa, và nhất là trên bước đường tận hiến. Con xin tỏ bày tấm lòng cảm mến và tri ân đến quý cha đồng tế, quý bề trên hội dòng, quý tu sĩ nam nữ. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là dấu chứng của mối dây liên kết hiệp thông sâu xa trong đức ái, là vòng tay rộng mở đón nhận con như những người con và là người em mà quý vị sẵn sàng dìu dắt hướng dẫn con trong sứ vụ mới còn nhiều ngỡ ngàng và non trẻ về kinh nghiệm. Để nhờ đó con cảm thấy tự tin hơn khi được đồng hành tiếp nối bước chân của các bậc cha đi trước. Con xin bày tỏ tấm lòng tri ân đến nghĩa phụ. Cuộc đời tận hiến của con được dệt nên bằng nhiệt huyết và tận tình của cha. Cha giúp con cảm nghiệm thánh ý của Thiên Chúa, không ngừng biến đổi bản thân mình trong hành trình thiêng liêng, là được trở nên người môn đệ của Chúa. Cha chia sẻ, dạy dỗ con, nhất là trong bài chia sẻ tin mừng hôm nay.
Con sẽ mãi khắc ghi trong tim mình về tất cả những nguồn công phúc lớn lao ấy trong cuộc đời, để luôn cố gắng chu toàn sứ vụ linh mục mà Thiên Chúa đã giao phó cho con hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn đặc biệt cha chính xứ, quý hội đồng giáo xứ, ca đoàn, ban kèn, ban phục vụ, ban lễ sinh, ban âm thanh ánh sáng, ban trang trí, ban trật tự và cộng đoàn giáo xứ. Vì lòng yêu thương của người mục tử, cha luôn quan tâm, động viên, chia sẻ nguồn kinh nghiệm, khích lệ, khuyên nhủ và an ủi con rất đỗi chân thành. Đặc biệt, trong những ngày qua, cha và quý vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để con được dâng thánh lễ tạ ơn trong bầu khí linh thiêng và trang trọng. Đây là một hồng ân đặc biệt mà cha và quý vị đã dành cho gia đình con, cách riêng là cho chính bản thân con trong ngày hồng phúc hôm nay. Con xin tri ân ba vì công sinh dưỡng dục và những ngày đêm cầu nguyện cho con. Ba chẳng nói nhiều, nhưng việc ba làm cho con thì không sao đếm hết được. Dù có nhiều lần khiến ba không vui, nhưng không bao giờ ba la mắng hay nói nặng nhẹ với con. Tất cả đều xuất phát từ tình thương quá lớn mà ba dành cho con. Con không biết đáp đền sao cho đủ, chỉ mong ba luôn được bình an và vững mạnh niềm tin vào Chúa. Hôm nay, dù là linh mục, nhưng con vẫn mãi là đứa con bé bỏng trong vòng tay yêu thương ngàn trùng biển khơi của ba. Niềm vui của ngày hôm nay, con xin dành trọn cho ba như một phần đền đáp công ơn. Con xin gửi đến ba bó hoa thay cho lòng biết ơn của con. Con có lời tưởng nhớ và tri ân thân mẫu của con, mẹ yêu dấu. Mẹ vẫn tâm sự với con. Mẹ chỉ có một ước nguyện duy nhất là nhìn thấy con bước lên bàn thánh rồi mẹ mất cũng được. Nhưng ước nguyện của mẹ không được Thiên Chúa đáp lại. Tuy không hiện diện thể lý trong thánh lễ hôm nay, nhưng con tin chắc mẹ ở một nơi vô định nào đó, mẹ vẫn dõi bước và chuyển cầu cho con. Con tri ân mẹ đã nâng đỡ và hướng dẫn con rất nhiều trong bước đường ơn gọi. Công khó và sự hy sinh của mẹ nguyện sẽ mãi không bao giờ quên. Em không quên cảm ơn anh chị. Các anh chị đã động viên và nâng đỡ em trên con đường tu trì, thay em gánh vác tuổi già của ba, báo đáp hiếu tình để em được an tâm tu tập. Em nguyện sẽ mãi khắc ghi trong sâu thẳm của lòng mình về mối tình thương ái bao la này, như là bảo chứng vô giá về một tình yêu máu mủ khó phai. Điều nhỏ em muốn nhắn nhủ các anh chị là yêu ba nhiều hơn chữ nhiều, vì ba xứng đáng được như vậy. Con xin tri ân đến quý ân nhân thân nhân cô, thầy cô và bằng hữu. Suốt dòng đời thánh hiến của con luôn được ấp ủ trong lời cầu nguyện âm thầm và sốt mến của quý vị. Thậm chí có những quý vị sống xa ngàn dặm và cho đến lúc này đây vẫn chưa một lần diện kiến, nhưng quý vị đã dành trọn tất cả tấm lòng bao bọc cho con, từ tinh thần lẫn vật chất. Món nợ yêu thương này rất đỗi cao cả và vô cùng linh thiêng. Ân tình sâu đậm này đã không làm oằn vai của con, nhưng trái lại rất đỗi ngọt ngào, thấm đẫm, đã thổi bùng lên trong con ngọn lửa tình mến nồng nàn, thiêu đốt đi những hẹp hòi ích kỷ, mở tung cánh cửa lòng con hờ hững khép kín, để con thực hành cho đến cuối đời. Về bài học tri ân và tín nghĩa, hiến dâng cho Thiên Chúa đáp trả với tình người và chia sẻ thân phận với tất cả quý vị. Con cảm ơn đến quý vị cộng đoàn giáo xứ đã dành tình thương, bỏ thời gian đến hiệp thông trong thánh lễ, chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho con. Con không thể liệt kê đầy đủ và chi tiết tất cả tình thương và tấm lòng quý vị đã dành cho con, nhưng con muốn nói lên rằng
con mang ơn tất cả mọi người. Lời cảm ơn của con giờ phút này không thể diễn tả hết tâm tình biết ơn của con đối với quý vị. Con chỉ nguyện, con chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa đấng vô cùng quảng đại ban cho quý vị hồn an sắc mặn và tuôn đổ trên quý vị dư tràn ân sủng để quý vị luôn được an bình và hạnh phúc trong sự quan phòng của người. Ngàn lần xin cảm tạ và xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Con xin được lượng thứ vì những thiếu sót trong thánh lễ hôm nay. Cuối cùng con xin cảm tạ và tri ân. Xin mời cộng đoàn đứng. Giáo hội luôn dành ưu ái cho các tân linh mục có thể ban phép lành tòa thánh và ơn toàn xá trong thánh lễ đầu tiên của đời linh mục. Chúng ta cùng lắng nghe và nhận lãnh phép lành toàn xá. Chúng con xin kính mời cha Giuse Bùi Văn Quyền, chánh xứ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, công bố sắc lệnh của bộ xá giải dành cho các tân linh mục. Chúng con kính mời cha. Phép lành tòa thánh với ơn toàn xá dành cho tân linh mục, sắc lệnh của thánh bộ xá giải. Đức Phaolô VI do thánh ý Chúa quan phòng được đặt lên làm giáo hoàng, sẵn lòng chấp nhận những lời thỉnh cầu vì ngài tỏ lòng lưu tâm đặc biệt của bậc hiền phụ đối với các linh mục khi mới chịu chức, nên ngài ban cho mọi tân linh mục khi cử hành thánh lễ đầu tiên khá long trọng có thể ban phép lành tòa thánh cùng với ơn toàn xá đi kèm theo. Phép lành này chỉ được ban một lần mà thôi, theo công thức trong sách nghi lễ Roma, và chỉ được ban ở ngoài thành Roma. Ơn toàn xá này chỉ được ban cho các tín hữu đã xưng tội, rước lễ, đã hết lòng tham dự thánh lễ này, đã nhận phép lành tòa thánh nói trên và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Chúa cùng anh chị em. Hãy chung tùng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Sau bài hát kết lễ, chúng con xin quý cha đồng tế giữ nguyên lễ phục để chụp với tân linh mục tấm hình lưu niệm. Thank you.
hòa bình chúng con. Đường chưa đi, này con đã chọn.